Hello, xin chào anh em, mình là Tùng đến từ Song Long Media và hôm nay mình lại xuất hiện với một sản phẩm cực kỳ mới đến từ Sennheiser. Đó chính là chiếc tai nghe True Wireless mới cứng cựa của họ mang tên CX400BT. Và sản phẩm này thì được bán chính thức tại ngày 15 tháng 9, tức là ngày hôm nay năm 2020, với mức giá là 5 triệu 390 nghìn đồng, đi kèm với cả một cái thời gian bảo hành rất là dài là 2 năm, đúng như tinh thần của Sennheiser trước đây. Và sản phẩm này thì trước khi nó ra mắt đã được rất là nhiều anh em tò mò về chất âm của nó ra sao và tính năng của nó như thế nào, thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn khám phá sản phẩm này nhé. Đầu tiên thì CX400BT chính là một bản rút gọn của một siêu phẩm đến từ Sennheiser, chính là Momentum True Wireless 2. Đây là một sản phẩm cực kỳ thành công rất vang dội của Sennheiser cho đến thời điểm hiện nay, và họ đã đi một thêm một nước cờ là sản xuất ra một chiếc tai nghe với phiên bản rút gọn của chiếc này, đó chính là CX400BT. Tuy nhiên thì với một mức giá kém người đàn anh là 3 triệu đồng, hy sinh một số tính năng khá là mới mẻ, mình có thể nói đến ở đây là ví dụ như là chống ồn ANC, chế độ xuyên âm và không có cảm biến tiệm cận, cũng như là không có chuẩn chống nước, và cái thời lượng pin của cái hộp sạc con CX400BT này có kém cái thời lượng pin hộp sạc của con Momentum True Wireless khoảng 7,5 tiếng. Mình nói thêm cái cảm biến tiệm cận ở đây là gì? Là khi cái tai nghe bạn đeo lên thì nó sẽ tự động chơi nhạc, và bạn tháo tai ra thì nó sẽ tự động ngắt nhạc. Đấy là cái cảm biến tiệm cận. Và không để làm mất thời gian các bạn nữa thì sau đây mình sẽ mở hộp chiếc tai nghe này. Chiếc tai nghe này thì được sản xuất tại Trung Quốc các bạn nha. Sản xuất tại Trung Quốc. Đây là một số những cái highlight trên chiếc tai nghe, thời lượng pin cũng như là đốc sạc tổng cộng là 20 giờ, điều khiển cảm ứng, và quan trọng nhất đây là chiếc màng loa 7 mm. Chiếc màng loa này thì được trang bị trên chính chiếc siêu phẩm Momentum True Wireless 2 này. Chính vì vậy nó hứa hẹn cho chúng ta mang đến một cái chất âm của Momentum True Wireless 2, nhưng mà khoác trên mình chiếc vỏ của CX400BT. Nào, chúng ta hãy cùng xem. Về cái phụ kiện, đây sẽ gồm có những cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng này, rất là dày các bạn nhé. Và đây là một chiếc sạc Type-C. Đó. Đây là một chiếc dây sạc Type-C có in logo của Sennheiser. Tiếp đến chúng ta sẽ gồm có thêm ba cái nút bộ núm silicone ở đây, cỡ L, cỡ SC và cỡ XS, có nghĩa tai nghe này nó sẽ có 4 size, một size M nữa thì nó gắn sẵn ở trên chiếc tai nghe này rồi. Ok, mình xem còn gì không. Ồ, vẫn là sách hướng dẫn sử dụng rất là nhiều. Đây nữa này, rất là nhiều sách vở các bạn nha. Nhưng mà tựu chung lại thì mình chỉ lưu ý một cái cuốn sách này thôi. Nếu mà chúng ta biết tiếng Anh, chúng ta sẽ chỉ cần dùng một cái cuốn sách tiếng Anh này thôi. Rồi, đây là vỏ hộp, không còn gì các bạn nha. Hết rồi. Đầu tiên thì sẽ là về phần thiết kế. Thiết kế của chiếc hộp sạc này thì khá là mềm mại. Ở xung quanh các góc thì được bo tròn mềm mại. Chất liệu của chiếc vỏ hộp thì được làm hoàn toàn bằng nhựa nhám các bạn nhé. Được làm nhựa nhám. Trên phía nắp vỏ hộp thì sẽ có logo của Sennheiser được mạ bóng rất là sáng loáng luôn. Phía đáy thì sẽ có một số những cái tiêu chuẩn và có dòng chữ là Made in China. Chiếc tai nghe được sản xuất tại Trung Quốc. Phía xung quanh cái đường viền phía nắp này thì mình để ý có một cái rãnh rất là nhỏ. Cái rãnh này nhìn rất là bóng, và đây cũng chính là cái phần để chúng ta gờ tay vào cũng như là cầm để dễ dàng mở được cái nắp bản lề này ra hơn. Ở phía mặt sau cùng thì sẽ có cái chân sạc Type-C, cũng có một cái đèn LED ở phía bên cạnh để hiển thị cái trạng thái đèn báo pin. Bên cạnh là một cái nút bấm, chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ sáng cái đèn LED này lên để hiển thị cái thời lượng pin. Màu xanh thì là 100% đầy, màu vàng cam thì là sẽ 50%, và cuối cùng là màu đỏ sẽ là 25% thời lượng pin. Bây giờ mình sẽ mở cái phần nắp hộp này ra. Ok, đây là chiếc bản lề. Chiếc bản lề này thì mình nhận thấy là, xem nào, khá là cứng cáp các bạn nhá. Chiếc bản lề này dày và cứng, độ dơ của nó cũng có nhưng mà rất là ít các bạn nhé. Đấy, đại loại là cho chúng ta một cái cảm giác chắc chắn.
cái tiếng đóng vào thì mình có vẻ không khoái lắm, nghe nó hơi tù, nó không được vang. Bây giờ mình sẽ tháo tai nghe ra. Đây, tai nghe thì được làm, cái housing này được làm hoàn toàn bằng nhựa nhám các bạn nhé. Và trên cái phía mặt faceplate của nó thì được làm bằng nhựa bóng. Và đây cũng chính là cái vùng để chúng ta thao tác cảm ứng vào đây. Ở trên chiếc tai nghe và hộp sạc thì nó cũng có cái nam châm. Đây, đây là phần hộp sạc, các bạn có thể nhìn thấy hai cái miếng kim loại tròn ở hai bên rất là to. Đây chính là cái miếng nam châm, còn hai cái lỗ, hai cái chấu ở giữa màu đồng ấy, đây là cái chấu để sạc. Trên tai nghe cũng vậy. Đấy, hai cái đường kính tròn to nó chính là nam châm để hít vào đây. Và mình đánh giá thì cái nam châm hít ở trên chiếc CX400BT này rất là mạnh các bạn nhé. Các bạn có thể vỗ ra đây, mình lắc rất là mạnh, gần như là chiếc tai nghe này nó không thể bung ra được, cực kỳ mạnh luôn, chứng tỏ nó hút rất là chặt, cho nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Và bây giờ thì mình sẽ nói qua những cái thông số kỹ thuật và cấu hình của nó. Đầu tiên thì phải nói đến thứ quan trọng nhất trên chiếc CX400BT này, đó chính là cái màng loa driver 7mm được trang bị cho chiếc Momentum True Wireless 2. Và cái thời lượng pin của đôi tai nghe là 6,5 giờ đi kèm với cả cái hộp sạc là 13,5 giờ, nâng tổng cái mức dung lượng pin sử dụng liên tục của chúng ta lên đến 20 giờ. Và có cái cổng sạc Type-C hỗ trợ sạc nhanh. Chip Bluetooth là 5.1, có cái code là aptX. aptX là một cái chuẩn âm thanh truyền dẫn âm thanh không dây chất lượng cao, tính đến bây giờ nó là cao nhất. Nó có thể các bạn có thể hình dung là nó tương đương với cả cái bitrate trên những cái đĩa CD mà mình hay nghe. Đây là cái thông tin của nhà sản xuất đưa ra nhé. Và Sennheiser CX400BT thì nó sẽ hoạt động theo phương thức là bên chính và bên phụ, chứ nó không độc lập hoàn toàn. Mình sẽ nói cụ thể hơn để cho một số bạn mới không hiểu. Tức là như thế nào? Khi các bạn đeo hai tai này lên đấy, thì nó sẽ kết nối và nghe nhạc như bình thường. Tuy nhiên thì ở đây bên tai phải, bên R sẽ là bên chính và sẽ là bên có microphone để đàm thoại. Bên L là bên trái, là bên phụ, sẽ không có microphone và cũng không nghe được độc lập một bên L mà nó sẽ phải phụ thuộc vào bên R. Nói một cách nôm na như sau, nếu các bạn bỏ tai trái vào dock thì các bạn vẫn có thể nghe nhạc, nghe gọi bằng chiếc tai phải này hoàn toàn bình thường. Nhưng khi các bạn cất tai phải đi vào dock và các bạn cho tai trái lên tai thôi, thì lúc này chiếc tai trái nó sẽ mất kết nối với điện thoại và nó sẽ không làm được gì, nó sẽ trở nên vô nghĩa. Và con này thì sẽ có điều khiển cảm ứng ở cả hai bên. Các bạn cảm ứng này thì nó sẽ có đầy đủ những cái chức năng như là chơi nhạc, tạm dừng, tua tiến, tua lùi, tăng giảm âm lượng cũng như là gọi trợ lý ảo qua cái phím bấm này. Và các bạn hoàn toàn có thể gán lệnh cho cái phím bấm này tùy ý theo cái sở thích bấm của các bạn qua cái phần mềm. Và bây giờ thì mình sẽ thử đeo thực tế vào xem nó như thế nào nhé. Đây, đeo vào thì rất là cách âm. Và các bạn nhìn thấy ở đây thì nó cũng khá là lồi ra đúng không? Chứ nó không bám tịt vào trong cái lòng tai này. Đây là thiết kế của Sennheiser, nó khá là to. Tuy nhiên thì chiếc này thì nó với cái cảm giác mình đeo thì nó gần tương tự như là chiếc Momentum True Wireless 2. Và cái trọng lượng của nó thì cũng bằng với cả trọng lượng của con Senn Momentum True Wireless 2 luôn. Có một cái lưu ý của nhà sản xuất, các bạn lưu ý và cũng theo kinh nghiệm của mình thì với một chiếc tai nghe các bạn mới mua thì các bạn nên thử những cái núm tai đi kèm. Đây, ở đây nó sẽ có rất là nhiều những cái núm tai như thế này. Thì mình sẽ thay các cái đôi núm tai khác nhau đến khi các bạn đeo, các bạn cảm thấy nó không tức tai mà êm nhất và fit nhất có thể thì các bạn sẽ chọn cái đôi đó. Một cái đôi núm tai mà vừa với cả đôi tai của các bạn thì nó sẽ rất quan trọng. Cái này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái chất âm, chất lượng âm thanh. Nếu các bạn nghe với đôi tai quá to thì nó sẽ không chặt, nó sẽ hay bị tuột ra ngoài. Nếu các bạn đeo với cả cái nút cao su quá nhỏ thì lúc này âm thanh nó sẽ không được đi hết vào được cái buồng màng nhĩ vào cái ống tai của chúng ta, mà nó sẽ bị lọt một phần ra ngoài, khiến cho cái âm thanh của chúng ta vào cái màng nhĩ nó sẽ không được đầy đủ và chúng ta sẽ cảm nhận được cái âm bass của nó sẽ yếu đi và âm thanh nó sẽ mất đi những cái chi tiết
Chính vì thế cho nên là khi các bạn lần đầu sử dụng, các bạn hãy sử dụng những cái, chọn những cái tip tai mà nó vừa với cả cái ống tai của chúng ta. Đây là một điều rất quan trọng. Một điểm nữa là các bạn, đây trên cái vỏ hộp nó cũng đã hướng dẫn chúng ta đeo, thì mình sẽ làm thực tế. Khi đeo vào như thế này các bạn đừng đút thẳng. Nếu các bạn đút thẳng thì nó sẽ chưa vào hết được đâu. Nếu các bạn đút thẳng như này nó không vào hết và nó sẽ lắc, nó sẽ có cái cảm giác nó rất là lỏng lẻo và nó dễ rơi. Thì các bạn khi đeo vào như thế này, các bạn ấn vào và các bạn phải hơi xoay một chút. Đấy, xoay như thế này. Các bạn hơi lắc và vừa lắc vừa xoay như này thì nó mới là vào hết. Đây, mình sẽ đeo nút bên này cho các bạn xem. Ấn vào này và xoay. Đấy, xoay một cái như này thì nó sẽ vào hết và nó rất là fit. Chúng ta đeo sẽ không có cái cảm giác bị tuột, bị rơi. À, về cái thời gian kết nối thì mình thấy con này khá là chậm. Mình so sánh với cả con AirPods chẳng hạn, hoặc là những con Samsung gần đây, thì mình thấy con này kết nối. Các bạn lưu ý nhé, kết nối là khi chúng ta nhấc cái tai từ dock ra này, sau đó chúng ta đeo lên tai, nó kết nối với điện thoại và chúng ta phát nhạc, thì cái tiến trình đó nó mất khoảng 4 đến 5 giây. Nó không như con AirPods mình vừa mới đeo lên, cái gần như là nó ping luôn và chúng ta có thể chơi nhạc được ngay lập tức. Tuy nhiên con này sẽ phải mất tầm 4 đến 5 giây bởi vì nó kết nối theo cái phương thức như lúc nãy mình nói, là bên chính và bên phụ nó sẽ cần có cái thời gian điện thoại kết nối đến tay phải và tay phải kết nối đến tay trái, thì lúc đấy nó bắt đầu đồng bộ được với nhau. Còn về cái độ trễ âm thanh khi mà xem phim trên YouTube hoặc là chúng ta chơi game thì tương tự với cả AirPods của Apple, nó rất là thấp và không gây cho mình cái cảm giác mà khó chịu. Thì sau đây mình sẽ thử test cho các bạn xem. Rồi và bây giờ sẽ đến cái phần micro. Cái micro ở trên chiếc tai nghe này thì nó cho cái chất lượng đàm thoại rõ ràng, giọng ấm. Mình có thử test trên AirPods 2 và Sennheiser thì sẽ cho ra kết quả như sau. Đây sẽ là âm thanh trên AirPods 2. Đây là Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây sẽ là âm thanh được ghi lại từ Sennheiser CX400BT. Đây là Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ thủ đô Hà Nội, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và cuối cùng sẽ là về phần chất âm của Sennheiser CX400BT TrueLED nó như thế nào. Vì nó mang trên mình một chiếc driver 7mm của Momentum 2 TrueLED, nên mình đã không bất ngờ khi mà nghe Sennheiser CX400, bởi vì nó sẽ có một cái chất âm nó khá là tương đồng so với cả Momentum TrueLED 2, với cái màu âm gần giống như phải đến 95%, rất dễ nghe, mọi thứ nó vừa phải, nó không thừa, không thiếu, cái độ cân bằng dễ chịu ở mọi giải tần. Bass thì có lực và có cái chiều sâu. Mid-chat thì rất là rõ ràng, tách bạch tiếng nào ra tiếng đấy, kể cả là ở mức âm lượng rất là lớn nhưng mà nó không hề bị méo. Chỉ có điều là ở cái giải sắp bát thì nó sẽ không gọn tiếng được bằng con Momentum 2 TrueWireless. Và tổng kết lại thì Sennheiser CX400BT thì đúng là một phiên bản rút gọn đúng nghĩa, đúng mục đích và đúng tinh thần của Sennheiser nhắm tới, dành cho những người mong muốn một chiếc tai nghe TrueWireless có chất lượng âm thanh tốt, độ ổn định cao, bền bỉ và không cần thiết những tính năng mở rộng như là tính năng chống ồn ANC, tính năng xuyên âm cũng như là cảm biến tiệm cận. Mình nghĩ đây là đúng một nước cờ khá là thông minh của Sennheiser ở thời điểm hiện tại, khi mà Momentum TrueLED 2 đã quá thành công như bây giờ. Còn bạn thì sao, với số tiền là 5.390.000 đồng thì bạn có mua CX400BT TrueLED hay không? Hoặc cần có câu hỏi cũng như là thắc mắc cần giải đáp thì các bạn hãy comment ở phía dưới, chúng mình sẽ cùng nhau thảo luận. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. À quên, các bạn lưu ý nhá, nếu cảm thấy clip có ích và hay thì các bạn đừng quên like cũng như là ấn đăng ký kênh của Song Long Media cũng như là rung chuông để thông báo những clip mới nhất. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.